Xin chào mọi người, cái dòng sản phẩm dưỡng da tay Vaseline hôm bữa vô về thật sự là về mà hết hàng nên em không thể nào mà lên cái review ngay lập tức cho mọi người được. Và dòng sản phẩm dưỡng da tay của Vaseline này có một điều rất là đặc biệt, nó sẽ cấp ẩm cho da của chúng ta. Thực sự là da của em rất là khô nha mọi người, da em là thuộc tiếp da khô, khô kể cả mặt từ xuống tay. Nhưng mà mặt của em lúc nào mọi người cũng cảm thấy là mặt của em lúc nào cũng có nước đứng nước trên da. Bởi vì sao? Chúng ta cần phải skin care đúng cách cũng như là sẽ giúp cho da của chúng ta không bị khô. Và cái bàn tay của em là thực sự là mỗi ngày mình kiểu như là mình phụ nữ ấy, mình hay làm việc bếp núc hoặc là mình làm việc tay đồ nhiều quá mọi người đó, thì cái việc khô tay thì luôn luôn diễn ra. Hầu như là 10 chị là hết là 7 đến 8 chị là đã có một cái làn da tay mà chưa được mềm mại, khô cằn cứng cỏi đó. Thì rất là thực sự nhiều lúc là mình cũng rất là tự ti về bàn tay của mình. Nhưng làm cách nào để cho tay của mình được là mềm mại, không những đẹp, không những khỏe mà còn mềm nữa nha mọi người. Dùng cái em Vaseline này, em này là một thương hiệu rất là nổi tiếng từ xưa đến nay luôn. Thực sự cái nhãn hàng Vaseline này là không bao giờ lỗi thời. Cũng như là những cái chất lượng sản phẩm của Vaseline thì mọi người đã biết rồi, nó cấp ẩm cho da rất là tốt. Và dòng sản phẩm dưỡng da tay vừa mới ra mắt này có dung tích là 80ml. Khi mọi người sử dụng, cảm giác da tay của chúng ta được mềm mại ra, cầm lên cái bàn tay là rất là mê, rất là mềm. Chỉ cải thiện cho cái bàn tay của mình trong vòng là 10 đến 15 ngày. Mọi người kiên trì sử dụng, ngày nào cũng sử dụng nha, để đảm bảo cái da của mình nó mịn màng, kiểu như nó còn nữ tính một tí. Cho mọi người để một cái bàn tay mà khô ráp, nhìn sần sùi, nhìn nó như đàn ông, nó rất là tự nhiên cái khuôn mặt của mình đang căng bóng, mình cầm xuống cái tay cho mình nhìn thấy nó sần sùi, nó kỳ kỳ liền, đúng mọi người. Phụ nữ phải yêu bản thân mình, phải biết chăm sóc từ mặt xuống tay xuống chân đó, thì mọi người sẽ luôn cảm thấy yêu đời, mọi người luôn cảm thấy tự tin, mọi người luôn cảm thấy vui vẻ đó. Đó là phụ nữ chúng ta khi mà đã đẹp rồi cảm thấy rất là thích thú, đúng mọi người. Mọi người ơi, về cái dòng sản phẩm dưỡng da tay này không những làm mềm da mịn da mà còn giúp da tay của chúng ta sáng lên rất là đẹp và rất là đều màu. Mọi người nhanh tay order cho em cái chai này để mà cảm nhận được trong thời tiết kiểu như là bây giờ là tới cái mùa đông rồi, da của chúng ta sần sùi, không những dưỡng da cho mặt mà còn phải dưỡng da cho tay và cho cả body nữa. Liên hệ cho em qua số điện thoại hotline là 0356605677, hoặc mọi người kết bạn cho em qua số điện thoại Zalo đó để xem rất nhiều dòng sản phẩm mà mấy chị đang cần lựa chọn cũng như là cần khắc phục đi làm da của mình. Hoặc là mọi người có thể là xem tìm hiểu rất là nhiều dòng sản phẩm, mọi người có thể là mua về để nhập sĩ để bỏ lại sĩ, hoặc là mọi người sẽ là những người kinh doanh bán hàng thực thụ và có một nguồn thu nhập rất là ổn định trong tháng. Mọi người ơi, liên hệ sớm cho em qua Facebook là không Facebook là Trần Thị Alice, hoặc là những trang banner như là mỹ phẩm chính hãng Sếp Bát Cấn hoặc là mỹ phẩm chính hãng Trần Thị Alice nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem video ngày hôm nay, rất là vui và rất là hạnh phúc được review cho mọi người cũng như là luôn luôn được sự đánh giá tốt về sản phẩm của shop anh em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người, chúc mọi người xinh đẹp thành công và có một giấc ngủ thật là ngon tối nay nha.